con cái con này khá to mọi người. Thành nó bảo là nó kéo mạnh lắm, kêu Sang dậy thì Sang bấm nó quay thì không kịp nha. Đây đây đây, tôi thấy rồi mọi người ơi. Được không? Được. Đâu rồi, đâu rồi? Đó kia 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 kia. Rồi leo lên coi chừng ướt cái ba lô. Rồi lên đi, lên đi. Rồi lên lên. Ngồi tròn ra, ngồi tròn ra. Ngồi giúp nha, khó trợ. Lương chào đó. Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang đứng trên một cái thúng ở giữa biển nha mọi người. Thì hôm bữa Sang có làm một cái video là Sang thực hiện một cái thử thách là một ngày câu cá ở trên biển cho mọi người xem. Thì sau cái video đó thì có rất nhiều người yêu cầu Sang á cùng với mấy đứa hãy thực hiện tiếp những cái video câu cá trên biển. Tại vì trên biển có những cái loại cá mà nó lạ so với đất liền á. Nên hôm nay như theo yêu cầu của tất cả mọi người á, Sang sẽ thực hiện một cái thử thách đặc biệt nha. Là thử thách một ngày một đêm câu cá trên biển. Có nghĩa là Sang ở trên biển sẽ là 24 giờ để mà câu cá ngoài đây. Nếu mà ở trên biển một đêm như thế á, thì Sang không thể nào mà ngồi trên thúng hoặc là ngồi trên miếng mút được mọi người. Mà Sang cần có một cái ghe để có thể là leo lên trên đó, chơi trên đó và câu cá trên đó cho mọi người xem ha. Thì đây là mấy cái ghe mà Sang với mấy đứa sẽ chọn một cái để leo lên này. Tại vì trong đây á, cái kia ha Minh. Ở kia là có một cái ghe của nhà của Nhóc Minh đó mọi người. Giờ Sang với mấy đứa sẽ lên ghe của nhà Nhóc Minh để mà câu cá ở đây nha. Ở đây thì mọi người xem này, nước khá trong với lại là nước cũng sâu á. Nên chỗ này thì sẽ có nhiều cá để Sang với mấy đứa câu hơn. Còn đất thì tận tích phía trong kia kìa. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ cập vào ghe này nha, để mà ở trên đây một ngày một đêm. Đồ đạc của Sang ngày hôm nay mang theo thì có mấy gói mì tôm với lại là mấy lon nước thôi. Còn tất cả những đồ còn lại thì trên ghe đã có sẵn hết rồi, mình không cần phải không cần phải mang gì thêm tất cả mọi người. Rồi cầm lên chưa? Rồi lên luôn. Hai cái ghe này là chung hả? Vậy là mình đi qua lại được hai cái này đúng không? Hai cái này là nhà của Nhóc Minh đó mọi người. Hai ghe này là nhà của Nhóc Minh đó mọi người. Nên Sang với mấy đứa thì có thể là đi qua lại hai ghe này để chơi luôn. Còn những cái ghe kia mà người ta đậu á thì mấy cái đó thì mình không được qua nha. Tại vì cái đó cũng người ta cũng có làm công việc của người ta á. Giờ thì Sang với mọi người sẽ đi vòng vòng cái ghe để cho mọi người xem nha. Thì đây là một cái ghe của người dân, người ta thường đi biển đó mọi người. Thì trên ghe thì sẽ có hai tầng nha. Tầng trên này, tầng trên để ngủ đây. Và tầng dưới cũng để ngủ luôn. Là tối nay thì Sang với mấy đứa sẽ ngủ ở tầng trên với tầng dưới luôn. Nói chung là ngủ ở đây. Còn phía sau đây là có bếp luôn nè mọi người. Ở phía sau đây là chỗ nấu ăn, bếp, đồ chén, đồ này kia nè. Còn phía trước á, là mình có thể có chỗ đi lại luôn nha. Đây là chỗ phía trước của ghe nè mọi người. Rất là trống trải luôn. Cái này thì có mưa có gió cũng không sợ. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ làm thêm mấy tấm bạc ở chỗ này đó. Đây mấy đứa nó đang cột mấy tấm bạc ở chỗ này để mấy anh em Sang sẽ chuẩn bị mấy cái ống câu để câu cá nha. Sang với mấy đứa cũng có làm một cái video câu cá biển, nhưng mà video đó chủ yếu là cá nhỏ thôi mọi người, do ban ngày thì không có cá to ăn. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa quyết định là sẽ câu luôn cả ban đêm, tại vì ban đêm sẽ có rất nhiều cá to mọi người. Rồi thì mấy đứa nó đang chuẩn bị mấy cái ống câu nha. Ống câu thì câu cá trên thuyền cũng giống như là câu cá bữa hổm, là dùng ống, không cần phải dùng cần. Cứ dùng ống thả xuống nước là cá nó bơi xung quanh cái ghe thì nó ăn, là mình giật lên. Nhưng ban ngày thì chủ yếu là kiếm cá để mà ăn trưa thôi mọi người. Còn buổi tối thì mới kiếm cá to nha. Giờ thì đâu còn nhiều không? Bắt hai con thôi. Lương nó đang bắt mực nha mọi người. Ở trên ghe này thì cũng còn sót lại vài con mực này. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ bắt hai ba con mực á, làm mồi câu nha. Còn nhiều không nha? Nhiều không? Nhiều không? Hả? Con nào yếu quá. Ôi, hai con được rồi. Hai con nhỏ nhỏ. Đây. Còn con to. Đây là con mực thẻ nè mọi người. Đây là con mực thẻ này. Cái này thì người ta đi câu mực á xong về sót lại trên ghe á. Nên Sang với mấy đứa sẽ bắt một vài con nha. Nhiều không? Còn nhiều không? 1 2 3 4 5. Ở dưới kia còn nó cắn ta. Lấy hai con thôi. Hai con. Đấy, nó còn còn lát mình luộc ăn ha. Ở dưới kia còn 5 con mọi người.
đây là hai con mực thẻ nha. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ tận dụng hai con này để làm mồi câu cá luôn. Hôm bữa thì mình câu cá bằng cái con bồ hơi có ốc bồn hồn mọi người, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ câu cá bằng mực để xem là mực nó có nhạy hơn hay không nha. Rồi giờ thì mồi câu sẽ là mồi con mực tươi nha mọi người. Con mực này thì còn tươi luôn á, mấy đứa thì bắt lên khi nãy là còn sống luôn. Giờ thì cắt ra từng lát mỏng vô đây. Rồi móc mồi đi, móc mồi đi. Lưỡi câu đi, rồi ta móc đi. Chẳng này còn ống kia, nói chung là có 4 ống câu thôi. Còn mấy ống kia toàn là ống câu mực thôi. Cắt một con thôi ha, còn một con đó mình cắt sau nha. Ở đây thì Sang với mấy đứa chuẩn bị được 4 cái ống câu nha mọi người. Bây giờ thì để xem là 4 cái ống câu này ngày hôm nay, một ngày một đêm ở ngoài đây, thì Sang với mấy đứa sẽ câu được những con cá gì và câu được có nhiều cá hay không nha. Giờ cứ câu được là bỏ vô trong cái hộp rộng lại nha mấy đứa, để mai mình tổng kết xem là mình câu được bao nhiêu. Rồi thả xuống câu đi. Giờ câu thì như vậy nha, cứ thả xuống, nước ở chỗ này cũng nói chung là cũng khá sâu mọi người. Giờ mình cứ thòng xuống dưới đáy ghe thôi. Ồ, ở chỗ này chắc được 3 mét nước á mọi người. Giờ chờ đợi xem là xem ai sẽ là người dính cá đầu tiên. Rỉ hả? Dính rồi, quấn. Cần cái Sang ăn mọi người, nhưng mà sao không có tay quấn. Rồi một con, Sang là người dính đầu tiên nha. Mọi người thấy nhanh không? Sang mới bỏ tí xíu à. Đây, một con múi giò, giống như con hôm bữa. Ui mà con này đẹp hơn. Múi giò này bữa hổm sang đăng lên á, thì người ta bảo là con này gọi là con múi giò lửa nha mọi người. Nhìn nó khá là đẹp luôn. Đây, rồi gỡ dành ơi. Rồi, gỡ sao đừng chết nha, để mà hồi mình thả xuống cái kiệt mình rộng. Vậy là Sang là người đầu tiên dính được con cá nha mọi người. Rồi, Tâm dỡ cái hộc đi lên. Dỡ lên. Giờ cá dính được á thì Sang sẽ thả xuống cái hộc này để rộng lại nha. Đó, cho nó xuống cái hộc này nha. Rồi đây lại. Bao nhiêu con cá thì một hồi mình sẽ tổng kết cho mọi người xem sao. Giờ thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục câu nha. Thôi mấy đứa cứ quăng ra gì đó, là cá nó ăn thì mình cứ quấn vô thôi. Ở trên ghe này nói chung là khá là mát mẻ luôn mọi người. Tại vì gió nó thổi này, với lại là có cái bạc phía trên nên nó che nắng á, nên câu nguyên cả ngày ở trên đây á, thì không lo nha. Giờ Sang lại tiếp tục thòng xuống nha mọi người. Cái này thì mình thòng cho nó chạm đáy luôn, xong rồi mình bắt đầu là quấn từ từ lên. Đó, Sang sẽ quấn một ít lên nha. Nhấp nhấp cho con cá nó thấy. Nãy giờ mấy đứa thì mới rỉa thôi, chưa có dính nào hết cả. Thôi dính đi. Ở đây mình dính một con cá nha mọi người. Cái gì đây? Ô, múi giò nữa. Tiếp tục là một con múi giò. Tại vì cái loại múi giò này ở trên biển nó có nhiều lắm mọi người. Khi nào mà câu hết cá múi giò thì mới có những con cá khác nó ăn nha. Tại vì con cá múi giò này thường nó rất là ham ăn. Thì mình thấy mồi xuống là nó ăn liền, nó không chừa cho con cá khác ăn đâu. Giờ xe cứ nhấp nhấp như thế này. Mọi người thấy nước phía dưới, thấy cả đáy luôn nha. Nhưng mà nước này cũng khá sâu mọi người, khoảng 4-5 mét nước á. Quăng ra xa ha. Mình thì quăng ra xa nha mọi người. Chảnh thì cũng câu bên kia luôn, rồi quăng ra luôn. Coi chừng 4 giây á. Đó, cứ quăng vào bên kia ghe bên kia. Tâm dính một con cá múi giò nè mọi người. Ở ghe này toàn là múi giò to to không à. Đây một con múi giò lửa to đó này. Đẹp không? Rồi ba con. Mới câu một tí xíu là được ba con rồi. Rồi gỡ Tâm. Ở trong lòng bè á, mấy con múi giò nó cũng to nha mọi người. Còn ở ngoài ghe này nước sâu hơn á, nên mấy con múi giò nó rất là to luôn. Rồi dỡ ta. Rồi cá được. Cá nếu mà được á thì cứ bỏ xuống đây rộng. Rồi ba con. Câu ở ghe bên đây này thì được có ba con thôi. Rồi thì sẽ đổi ghe nha. Mấy cái ghe này nói chung là mình lên cũng được, nhưng mà đừng phá người ta là được. Giờ Sang với Thành sẽ qua ghe bên kia. Tại vì vô thôi. Rồi bỏ dưới. Rồi lên thúng, rồi qua ghe bên kia nha. Rồi lấy cái tay ra đi, chú lên được. Ui. Cầm đi thôi. Giờ thì cho bốn đứa nó câu bên đây nha mọi người.
Còn Sang với Thành sẽ qua ghe bên đây. Nói chung là ghe này muốn lên thì lên, nhưng mà được phá người ta là được rồi mọi người. Lên đó mình ngồi câu thôi, mình xin người ta nha. Ủa, nó trôi nhanh lắm. Gió thổi là cái thúng này nó trôi nhanh lắm mọi người. Chèo cũng nặng á. Thấy chưa? Ờ, lên trước đi. Bây giờ Sang với Thành sẽ leo lên một cái ghe này nha mọi người, để câu cá xung quanh cái ghe này. Câu xong ghe này thì sẽ đổi ghe khác nữa. Cố gắng là ngày hôm nay sẽ kiếm nhiều loại cá cho mọi người xem. Ê, cầm 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 đi. Cái thúng như vậy thì nó hơi chậm cành một chút, leo lên cũng hơi khó. Rồi, bỏ xuống câu thôi. Ôi, bên kia dính cá kìa. Sao vừa mới đi thì mấy đứa nhỏ bên kia nó dính cá. Sang câu bên đây nha. Mấy cái ghe này cũng khá rộng luôn mọi người, đi lại thoải mái luôn. Ở đây Thành dính được một con mú dòi nha mọi người. Đổi qua ghe mới là dính liền à. Ô mà nuốt lửa luôn rồi. Bỏ vô cái gì rộng đi ha. Lát mình bắt về cái ghe của mình. Rồi thêm một con nữa. Đổi điểm mới thì nhanh dính hơn. Con gì cái gì đó. Ờ cá gì mà. Ui cá gì đấy. Con cái gáy. Ờ cái gáy. Ở đây được một con cá gáy nha mọi người. Nãy giờ thì câu toàn là dính con cá mú dòi không à. Đây là con cá gáy đầu tiên nha. Đây là một con cá gáy nhỏ. Ui kéo dữ lắm luôn á. Rồi gỡ bỏ đây luôn. Con cá gáy này thì mọi người xem này. Nhìn nó khá là đẹp luôn nha. Con này thì được bắt được rồi. Rồi hai con. Sang với mấy đứa, Sang với Thành đi câu mọi người. Thì được có hai con. Giờ quay trở về ghe nha. Để mà chuẩn bị bữa cơm trưa cắm cắp. Rồi. Đây được mấy con. Ở đây là của mấy đứa nó câu nè mọi người. Được con cá nóc nè hả? Sang thì câu được có hai con cá mọi người, còn đây là mấy con cá của mấy đứa nó câu này. Nó câu được ở đây mọi người xem này. Đây là mấy con cá nóc hòm nha, chỗ người dân ở đây gọi là cá nóc hòm. Còn Sang thấy bán trên mạng gọi là cá bò hòm mọi người. Con này mọi người khá là dễ thương luôn. Bên bờ cũng có con này ha. Chứ con cá đó cái gì? Vịt lết. Vịt lết hả? Còn con cá gì màu sọc sọc cái kia đó? Rìa vàng hả? Mấy đứa nó câu được khá nhiều cá luôn á, chắc là tầm ui. À, con này cá gì? Cá chim. Cá chim hả? Mấy đứa nó câu chắc là tầm mười mấy con luôn á. Ui có con cá to kìa. Cá to là bắn hả? Đây kia có một con cá to đó. Đây mọi người xem cá này nhìn đẹp không? Cá to đó gọi là gì? Chim mú. Chim mú à? Con cá to này là Lương hồi nãy nó cầm súng đi bắn nha mọi người. Nó bắn được một con. Con này thì mọi người xem này. Nhìn màu sắc nó khá là đẹp luôn nha. Sang với mấy đứa câu từ lúc sáng mọi người. 7 giờ sáng, bây giờ trời cũng đã chưa trưa rồi nên bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ nấu cơm để ăn cơm trưa nha. Trên ghe thì có mấy cái hầm đầy đủ luôn mọi người. Hầm bên đây là hầm gạo với lại là mì tôm này. Đó giờ thì Thành sẽ nấu cơm trưa nha. Còn hầm bên đây là hầm gì? Lấy chút cá. Hầm đồ máy. Hầm bên đây. Nước hả? Hầm trước bên đây là hầm nước ngọt với lại là dầu nha mọi người. Đây, hầm nước ngọt với lại là hầm nước lọc với là dầu nha. Rồi đây là em.
nấu cơm trên biển thì cứ dùng nước biển mình vo gạo nha mọi người, xong rồi mình dùng nước lọc mình xả lại là mình nấu được nha, tiết kiệm được nước luôn, tại vì trên biển này á không có nhiều nước ngọt đâu. Con này là dùng súng bắn cá bắn được nè. Con này gọi là cá gì? Cá vẹt lớn, nhìn đẹp quá ha. Mấy con cá biển mọi người xem nè, con nào con ấy có màu khá là đẹp luôn. Con này là cá gáy nè, cá mú giờ nè. Cái mú giờ to nè, đây một con cá mú giờ to mà mấy đứa câu nè. Này gọi là mú giờ lửa nha mọi người. Ui con này to hơn nữa. Con này to nhất luôn. Đây một con mú dừa lửa khá to luôn, con này rất là đẹp mà. Con này mà nuôi kiển là đẹp lắm luôn á. Người theo. Xuống dưới mà. Mày. Con này là con cá gì? Là một con rìa vàng. Đây là một con cá rìa vàng nha mọi người. Sang với mấy đứa ra ghe nè mọi người từ lúc 7 giờ sáng, bây giờ là 11 giờ trưa nha. Cũng khá đói bụng rồi nên Sang với mấy đứa sẽ làm bữa trưa để ăn luôn. Thì đây là cái số cá mà sáng giờ Sang với mấy đứa câu được nha mọi người. Có mấy con thì Lương dùng súng đi bắn á. Con này là bắn nè, bắn xuyên qua cái chỗ này nè. Được một con cá to bắn. Còn mấy con này là mấy đứa nó câu nè. Thì thành quả là bao nhiêu đây nha. Từ sáng tới giờ chắc được khoảng tầm 2kg cá. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ mừng mấy con cá này. Mấy con này thì chắc là mang đi chiên nha. Cá này chiên đó ha. Ở trên ghe thì chiên với lại luộc là ngon nhất nha mọi người. Cá này chiên, còn ba cá bồ hòn với một ít mực thì Sang sẽ mang đi luộc. Giờ thì đợi cơm chín thì mình sẽ luộc mực nha. Còn cái chiên thì mình sẽ chiên sau. Cơm thì chắc cũng gần chín rồi. Còn Tâm với lại mấy đứa thì cứ tiếp tục câu phía bên kia thôi. Kiếm được xem con nào thì kiếm thôi. Cơm Sang với mấy đứa nấu ra giờ cũng đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái món là cá chiên nha. Đây là cá mà mấy đứa vừa mới mần xong nè. Giờ thì sẽ chiên luôn. Đây có một cái chảo. Vô ăn đâu ta. Thơm xạo mà. Quýt dầu được. Rồi được rồi. Cá chiên thì mình cho một ít muối vô nha mọi người, để một hồi chiên nó đỡ dăng, chứ vậy là một hồi nó có vị luôn, nó giòn hơn. Dầu nó sôi mọi người, bây giờ thì mấy đứa sẽ bỏ cá vào để chiên đi. Cái này chắc phải chiên hai lần mới xong hết đó mọi người, do là cá ở đây khá nhiều mà chảo nó nhỏ. Cái gì à? Mọi người nghe cái tiếng xèo xèo của cá chiên không? Cái này thì Sang sẽ chiên cho nó giòn hết một mặt luôn. Khi nào mà mặt chiên nó giòn á thì Sang mới trở lại nha. Thì cái lúc đó thì cá nó sẽ không bị vỡ với lại không bị dính chảo nha. Thì cá chiên mà cho một ít muối vô thì nó cực kỳ thơm luôn. Sang sẽ trở đều đều như thế này thôi. Còn phía trên đây thì mấy đứa nó đang nghỉ trưa nha mọi người. Nghỉ câu cá một chút để mà đánh chơi bài nha. Một xíu nữa ăn cơm xong lại tiếp tục câu nha mọi người. Trên một cái ghe như thế này mọi người thì chẳng khác gì một cái nhà hết cả. Tại vì trên đây gần như là đầy đủ tất cả những cái trên nhà mình có luôn mọi người. Cái gì trên nhà có thì ở đây thì người ta cũng đem lên trên đây. Tại vì thường là những chiếc ghe như thế này á, người ta đi biển rất là lâu, dụng cụ này kia có đầy đủ hết cả. Mấy con cá này giờ mấy đứa nó chiên mọi người thì cũng đã chín giòn rồi nha. Mọi người xem cá chiên nè, giòn rụm luôn. Cái này một hồi ăn là ăn chấm với nước mắm me là khá ngon á. Cái cá này thì cũng đã xong rồi, giờ thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục tới cái món tiếp theo đó, là món mực hấp nha mọi người. Cái này để lên trên nha. Bỏ qua đây đi. Ở dưới ghe nó có vài con mực nên Sang với mấy đứa sẽ vớt mấy con mực này lên để mà làm luộc để ăn luôn. Đây là ui nó đổi màu này. Đây là con con mực lẻ, con mực thẻ nha mọi người. Cái loại mực thẻ này nó cũng không quá to đâu, nó chỉ có cỡ này thôi. Đây được khoảng tầm khoảng 10 con á, cá
cái tía. Đợi luộc mực cho ngon đó mọi người thì bắt một cái nồi nước sôi lên, xong rồi mực mình sẽ cho vô nha. Thì cái da mực nó sẽ không bị lột ra. Còn mình nấu con mực lúc mà nước nó chưa sôi á thì da con mực sẽ bị tuột ra hết, rất là xấu. Rồi, được 10 con. Mỗi người một con. Buổi trưa hôm nay thì cũng đã làm xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì Sang những đứa sẽ leo lên tầng trên để chuẩn bị ăn cơm trưa nha. Buổi trưa hôm nay thì khá là hoành tráng luôn á, có mực nè, có cơm, có cá nóc hườm, với lại là cá chiên. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với đứa ăn cơm nha. Cá tự câu được. Hơi chặt một chút á. Đó. Mực này là mực ké trên ghe nha mọi người, không phải là câu được đâu nha. Rồi chấm với nước chấm đây. Dạ này mới đi hả? Mực kìa. Ngon ăn. Đây. Đây là cá mà mấy đứa chiên nha mọi người. Giòn ngon. Mực đi làm. Vừa mới ăn cơm xong nha mọi người. Bây giờ thì mấy đứa nó sẽ rửa chén. Xong rồi mấy anh em sẽ quay vào trong buồng lái đi ngủ nha mọi người. Ngủ một giấc tới khoảng tầm 2-3 giờ chiều thì tiếp tục dậy và câu cá tiếp nha. Tại vì khoảng thời gian này gió thổi á, nước có sóng cá nó cũng không có ăn nhiều. Nên thôi để chiều chiều bớt sóng thì Sang với mấy đứa là tiếp tục. Bây giờ thì cũng đã là 1 giờ chiều rồi, giờ mình sẽ ngủ tới là 2 giờ 3 giờ chiều thì Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi câu cá nha. Hôm nay sẽ cố gắng là câu thật nhiều cá để mang về đó. Phía dưới đây thì nói chung là khá rộng rãi á, thôi giờ ngủ một giấc đó. Với mấy đứa ngủ một giấc thì bây giờ cũng đã ra 3 giờ chiều rồi mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang tập trung leo lên một cái thúng nha. Tại vì chiều hôm nay Sang với mấy đứa định là rủ nhau sẽ đi lặn để bắt nhum nha mọi người. Bắt một ít nhum để tối nay về làm một cái món cháo nhum nè. Với lại là kiếm một ít ốc mượn hồn để tối nay làm mồi câu cá. Tại vì khi sáng câu cá bằng mồi mực á, không dính không nhiều. Mấy đứa bảo là ốc mượn hồn sẽ nhảy hơn. Nên giờ thì mình sẽ đi kiếm ốc mượn hồn với lại bắt nhum nha. Nhum biển ở chỗ chỗ này thì không có kiếm đâu mọi người. Nói chung là đi một xíu thì sẽ có rất là nhiều nhum để ăn. Đi. Rồi giờ thì mấy anh em sang đi nha. Đi ra tới cái điểm lặn này bắt đầu lặn xuống để mà kiếm nhum, kiếm ốc mượn hồn này kia. Rồi xuống đi, xuống đi. Đi dưới dầm bơi. Dưới dầm bơi. Ở đây sao bắt được một con nhum nha mọi người. Nè cầm đi. Giờ cho Dảnh cầm nha. Con nhum này thì cẩn thận nó đâm nha mọi người. Ở đây thêm một con đó mọi người. Cái chỗ này nhum khá nhiều luôn á. Tại vì không có ai bắt tới. Nhưng mà con này ăn khá ngon nè Dảnh. Hai con. Giờ Sang với mấy đứa sẽ kiếm khoảng tầm 10-20 con mọi người. Ở đây Thành bắt được thêm được 2 con
ở đây Thành nó bắt được. Vô đây, vô đây, còn một con nó bắt đi Thành, hai con luôn mà. Hai con luôn hả? Cua gì đây Thành? Con này gọi là cua gì? Cua long hả? Đây, Thành nó bắt một phát được hai con cua long luôn nè mọi người. Đây là con này. Đây là con cua long nha mọi người. Mọi người xem con này nè, cầm hai càng ra cái Thành. Đây là lần đầu tiên Sang thấy con cua này luôn á. Nó bảo cái con cua này á là con cua long nha. Chân cẳng nó thì như thế này nè. Thường thì nó sẽ sống ở những rặng san hô á. Cái con này ăn được không? Được chứ. Được hả? Con kia to hơn không? Con kia nhỏ hơn đúng không? Hai con này thì nó đang đánh nhau á mọi người. Nhìn nó thì như xung quanh người nó toàn là lông không à. Rồi bỏ lên luôn. May mắn thì sang như mấy đứa bắt được hai con cua nha. Rồi cho lên luôn. Con này ăn ngon không? Ý là con này ngon ăn ngon. Ngon chứ. Hả? Ngon hả? Thôi cho lên luôn. Hai con. Một phát được hai con. Giờ sang lặn xem là có hay không. Mấy đứa nó bảo là con này ở đây thì có nhiều á mọi người, nhưng mà hiếm khi mới có con to như vậy. Cho nó sống luôn. Con kia bể mu ha. Bỏ lên luôn. Rồi chơi vô. Một phát được hai con. Thành ơi. Thành. Đây đây đây, bỏ vô luôn. Hai con. Còn năm sáu cái con nhum phía trên kia sang để cái cục đá nó chưa lấy nha. Giờ lặn tiếp nè. Em về để con cùng đánh, cùng đánh. Đây là toàn bộ cái thành quả mà nãy giờ sang với mấy đứa đi lặn bắt được nha mọi người. Thì được ở đây hai con cua. Hai con cua này gọi là con cua, mấy đứa nó còn gọi là con cua long, hoặc là gọi là con cua cục nợ. Cua siêu nhân. Cua siêu nhân à. Con cua này trên người nó toàn là lông thôi. Cái con này thì thường sống ở rặng san hô nha mọi người. Cái con này thì nó do nó đánh lộn với cái con này nè. Hai con này đang đánh lộn với nhau thì cái con này nó bắt lên thì nó gãy hết một cái càng rồi. Đây là cái càng của nó nè mọi người. Đó. Cái càng của nó thì rất là to luôn. Nói chung là nó không to lắm đâu, nhưng mà do xung quanh người nó lông nhiều nên nó phù ra mình thấy nó to vậy thôi. Thì mấy anh em sang quay về ghe nha. Đội của Nhóc Tâm với lại Minh này kia thì đi lặn bắt ốc không biết là có hay không. Còn đội của Sang thì được bao nhiêu đây? Hai con cua với lại là một đống con nhum. Rồi đem lên.
Rồi, hai con cua thì sẽ cho vô nồi để luộc luôn nha mọi người. Hai con mà đầy luôn cả cái nồi luôn. Cua khổng lồ. Thành nó vừa mới luộc xong đó mọi người. Đây, cái con này khi nãy á, thì nó có màu nâu nâu, nhưng mà mình luộc xong nó vẫn chuyển sang cái màu đỏ đỏ nha. Mặc dù cái này là cái lông nó thôi, cái lông nó vẫn chuyển sang cái màu đỏ luôn. Cái này thì để qua một bên cho nó nguội đi ha, xíu mình ăn ăn sau. Còn phía bên đây thì ở trong cái hộc của mọi người thì có một số ốc, mấy đứa nó bắt lên để mà làm món ốc luộc luôn. Mấy con ở đây thì thêm được mấy con ốc bằng tay đây này. Đây 2 4 6 con. 6 ốc bằng tay. Rồi cái này luộc đi. Mình bếp luộc luôn. Còn mấy con to thì mình sẽ nướng nha. Do mấy con to bỏ vô trong cái nồi thì nó chật cái nồi nên mình nướng cho nó nhanh. Ở trên thuyền nè mọi người thì không có củi giống như ở trong rừng nha, nên muốn đốt cái gì để nướng á, thì phải dùng than. Ở đây thì có một bịch than chuẩn bị sẵn ở trên thuyền này. Giờ thì Trường sẽ bỏ một ít than vào phía trong cái lò nha mọi người, để chờ có than mình sẽ nướng ốc với lại là nướng nướng giùm. Bây giờ thì cũng đã là 4 giờ mấy chiều rồi, nên mọi người xem biển này. Sẽ đặt ốc lên nướng nha. Ở đây thì được 6 con ốc. Cứ đặt đại lên, nó hồi nó chín mà. Chín à. Con ốc này là con ốc bàn tay nha. Con ốc này gọi là ốc gì chưa? Cũng là bàn tay luôn hả? Ốc càng. Con này là con bàn tay. Con ốc này to quá nên giờ nướng 3 con trước nha. Còn 2 con một xíu nướng sau nha mọi người. Còn nhum khi nào mà bớt lửa than thì mình sẽ nhúm, mình sẽ nướng nha. Mấy đứa thì đang tắm ở phía trước này. Bữa ăn tối xong rồi nha. Tối hôm nay ra mà ghe này thì mọi người xem này. Ở đây thì trong cái hộc của ghe có một ít ốc. Sang lấy ốc này để đem đi luộc nha. Còn một ốc to thì mình đem đi nướng. Còn đây là hai con cua. Nhớ nha, cua lông này, cua siêu nhân này. Thì sang với mấy đứa đem đi luộc nha. Cái con này thì mấy đứa bảo là nó có thịt hay cái càng thôi, còn cái mình rất ít thịt. Còn nhum này thì đem đi nướng. Thôi giờ thì ăn ốc đi ha. Dạ. Ăn ốc đi. Rồi giờ ăn gì được ăn đi mấy đứa. Rồi ăn đi mấy đứa. Giờ thì sang với đứa chắc. Thôi khỏi đi, tối rồi nấu cơm sao. Chiều nay sang với đứa không có nấu cơm nha mọi người. Do là sang với mấy đứa định là sẽ ăn đỡ buổi tối như thế này. Xong một xíu nữa mình quăng ra mình câu cá. Thì có cá mình sẽ nấu cơm ăn sao. Giờ ăn ốc này hơi ồn một chút nha mọi người. Giờ phải gõ. Rồi. Ai gõ ra thì ăn thôi. Rồi ra luôn. Mời mọi người nha. Tam. Tam thì sao? Mê đéo. Bây giờ thì Thành sẽ tách con cua mà ngày hôm nay mình bắt được ra nha mọi người. Bây giờ tới mình nha. Con cua này thì cái mu nó sẽ như thế này nè. Nói chung là nó sẽ không có quá nhiều thịt đâu. Chủ yếu thịt nó sẽ tập trung về cái càng thôi. Bẻ bẻ ra ăn đi mấy đứa nè. Cái càng này thì coi to vậy thôi chứ thật ra nó là cái lông phía ngoài nha mọi người. Ủa, mềm như vậy hả ta? Coi con cua luôn. Đây nè. Mềm xèo luôn, bóp nhẹ một cái bể luôn mọi người. Cái con này thật sự nó rất là mỏng luôn. Nó mỏng. Cái vỏ nó mềm lắm mọi người. Đây nè, cái vỏ nó mềm cực kỳ luôn. Đó, cái vỏ nó mềm cực kỳ luôn nha. Nè. Thành luôn nè, Thành bắt được cho Thành luôn nè. Đó, múc cái càng luôn. Mời mọi người nha. Rồi. Rồi ăn đi mấy đứa, ai thích ăn càng ăn gì bẻ đi ăn. Bỏ đi. Đi hả? Con này mềm thật chứ. Bỏ đi hả? Không ăn được hả? Nhéo cái tay. Bỏ lại. Tay cái mù ra coi. Ta thành. Cái thịt con này nhão lắm nha mọi người. Nói chung là con này to xác nhưng mà chỉ mấy đứa nó bảo là chỉ
chỉ nên ăn hai cái càng với lại mấy cái chân thôi, còn cái mu như thế này thì không nên ăn nha. Tại vì mấy đứa nó bảo là nó dơ với lại là nó ăn có nhiều người không kỵ sẽ không ăn được các mọi người, nên thôi mình bỏ cái này đi. Chỉ ăn cái càng với cái, mấy cái chân thôi hả? Cái phần mình không ăn được đúng không? Cái làm nhá. Đâu cho chú một cái chân coi, cho một cái chân coi. Chân đây. Đây. Đây là một cái chân của nó mọi người. Giờ ăn thử cái phần thịt của cái này nha. Đây, đây là phần thịt của nó. Thịt nó mềm quá ha. Thịt cái loại con cua này á, nó mềm lắm mọi người. Nói chung là nó cũng không có ngon bằng những cái cua khác nên người ta cũng ít bắt. Thịt của nó thì có mùi giống như là thịt của cua đồng mọi người. Đây là phần thịt của anh, rồi ăn luôn. Rồi ăn đi, cho con ăn đi. Con cua này rút dây được này. Bên được. Cái lòng nhiều quá. Được. Vậy tính ra hai con cua bự vậy chứ đâu có gì ăn đâu đúng không? Dạ. Mấy đứa nó bỏ hết mấy cái này mọi người, nó chỉ ăn càng với là chân thôi. Còn cái phần mình hay là nó không ăn nha. Rồi mấy đứa bảo là không ăn được mình thì mấy đứa ở dân biển nó rành nghề thì nó mới biết. Còn những cái phần nạc như thế này cũng ăn được chứ, chỉ ăn được cái phần bên hông đó thôi. Con cua này thật ra là không có gì để ăn nhiều đâu mọi người. Thì sang với mấy đứa mọi người vừa mới ăn tối xong, giờ thì mấy đứa đang dọn dẹp thuyền rửa chén nha. Rồi xíu nữa sang với mấy đứa sẽ tiếp tục là câu cá nha. Ngày hôm nay thì mấy anh em sang câu chỉ được khoảng tầm 2-3 ký cá buổi sáng thôi, còn buổi tối này thì vẫn chưa câu, nên giờ thì mấy đứa rửa chén xong á, sang với mấy đứa sẽ tập trung để mà câu cá đêm, để xem là ban đêm ở trên ghe này á thì có cá hay không. Tại vì mấy đứa nó bảo là ban đêm đi câu đêm thì mới có cá lớn nha. Mấy đứa thì nó đang chèo một cái thúng mọi người. Coi đó, ngoài đó đang chèo một cái thúng để đi lấy một ít lưỡi câu. Về mình sẽ quăng ra chỗ này để mình câu khúc này nha. Cái khúc này thì nước vào ban đêm nó cũng khá sâu mọi người. Cái chỗ này thì nước khoảng tầm 5-6 mét á. Ban ngày thì nó khoảng tầm 3-4 mét thôi, nhưng mà ban đêm thủy triều dâng lên chỗ này khoảng 5-6 mét luôn á, khá là sâu. Hậu không hả? Vào đêm hậu không? Đêm thì không giống như câu ngày. Câu ngày thì mình quăng ra xong mình cầm cái cần mình đợi. Còn câu đêm thì mình cũng quăng ống ra, nhưng mà cái ống này mình sẽ neo lại đó luôn nha mọi người. Mình sẽ giữ lại cái ống này ở đó để khi nào con cá ăn thì mình mới giật thôi, chứ không phải là cầm liên tục nha. Tại vì cá đêm thường là cá bự, nó cũng ít khi ăn, nhưng mà nó ăn là sẽ có cá bự nha. Ủa không có chì à? Thật có chì chưa? Hả? Không có chì đâu. Là câu cái loại cá này không cần chì đúng không? Mấy đứa bảo là câu cá đêm không cần chì nha mọi người, chỉ cần lấy mồi to thôi. Rồi Thành quăng trước đây. Mồi thì Thành móc như vậy nè mọi người. Đây là con cá mú giò khi sáng mình câu được á, mấy đứa nó chừa lại một ít. Giờ thì nó móc nguyên cả miếng to như thế này nè. Tại vì câu cá đêm thì sẽ câu con cá to. Đó, quăng ra xa như thế này. Đó. Xong bắt đầu là không có đâu. Cột lại nha. Khi nào cá ăn á, cảm giác cá kỳ thì mình sẽ giật nha. Ở đây thì mấy đứa sẽ câu hai ống. Rồi mạnh lên. Còn đây là cái ống thứ hai nha mọi người. Đó, quăng càng xa càng tốt nha. Tại vì ngoài kia ở đây nước khoảng tầm 5-6 mét, nhưng mà ngoài kia nước khoảng tầm 7-8 mét luôn á. Tại vì cái đó là cái vực xuống á mọi người. Giờ thì mấy đứa nó sẽ ngâm đây. Bên này một ống này. Còn bên này một ống này, hai ống hai góc. Rồi giờ thì sang cho mấy đứa lại tiếp tục dọn dẹp cái chỗ này nha. Xong rồi leo lên trên đây cho mấy đứa nghỉ ngơi, khi nào cá ăn thì tiếp tục quay cho mọi người xem. Bây giờ là 11 giờ tối nha mọi người. 10 giờ 59 phút tối. Sang với mấy đứa thì đang ngồi canh ống câu nha. Ở đây khi nãy thì có một con cá nó ăn nha. Mọi người xem này. Cái ống câu mà Sang với mấy đứa quăng ra là một cái ống câu chỉ có mồi, không có chì. Nhưng mà khi quăng ra có một con cá gì đó rất là to. Nó kéo Sang với mấy đứa quấn vô không kịp thì nó kéo chui vào trong hang, kéo căng cả cọng dây như thế này luôn nè. Mọi người xem cái cọng dây này. Nó kéo cực kỳ căng luôn nha. Con này giờ nó chui vô trong hang rồi, Sang với mấy đứa thì cũng không có lặn xuống dưới đưa được. Tại vì khúc đó thì nó cũng 7-8 mét á. Nên giờ thì mấy đứa nó quấn cho dây thiệt căng như thế này nè. Để đợi xem con cá này nó có chui ra khỏi hang hay không. Nếu mà chui ra thì Sang sẽ quấn lên nha.
Giờ thì mấy đứa nó cũng nằm nghỉ hết rồi, còn Sang với Thành là đang ngồi canh canh ống câu nha. Tại vì cá to là nó ăn mình giật không kịp á thì nó sẽ chui hang á mọi người. Ở đây thì một ống nữa này, đây một ống, hai ống, ở đây ba ống. 12 giờ sáng nha mọi người. 12 giờ 13 phút thì Thành nó bảo là dính cá nha mọi người. Nhưng mà Sang chưa kịp bấm máy quay á, cá nó chui vào trong rạn. Đó, câu cá đêm mà mình không kịp quay á, mình không kịp xoắn á thì cá nó sẽ chui rạn này. Đây này, con cá này nó quấn rạn này. Nó gỉ rất là mạnh luôn. Ra không? Chắc nó chui vô chỗ rồi quá. Sang hô to đó mọi người, thì con cá nó bơi xung quanh cái đó, nó quấn lại. Còn cái con này khá to mọi người. Thành nó bảo là nó kéo mạnh lắm. Kêu Sang dậy thì Sang bấm nó quay thì không kịp nha. Ra không? Ủa đó, nó ghi lại đúng không? Ghi đó. Ở bên đây, đó. Được. Dạ. Ủa nó rồi. Mén hả? Mén rồi lát bớt à. Nhiều hơn. Lát bớt à. Con này mén rồi chạy nhau rồi. Nè. Để chú lên. Nhiều hơn gấp đôi luôn. Con này có vẻ là khá to mọi người. Đó. Cô chỉ luôn. Đây, tới thấy rồi mọi người. Được không? Được. Đâu rồi? Đó kìa. Đây, một con cá đầu tiên nha. Rồi. Ok. rút ra máu không ạ? Ôi, một con. To ha. Con này chắc được khoảng tầm ký không? Được. Hơn ký. Bỏ kia ra máu không ạ? Con dài. Quá tươi. Rồi, một con. Con này mấy đứa bảo là con cái gáy nha. Cái con mà khi sáng sang câu nó bằng 4 ngón tay này mọi người. Con này có to hơn con kia. Con kia thì nó nhỏ. Bây giờ thì Trương tiếp tục là sóc mồi vô để câu tiếp nha. Khi nãy thì mình câu bằng mồi con cá mú giờ. Nhưng mà hôm nay thì bây giờ thì không câu bằng cá mú giờ nữa. Mà tại vì mấy đứa nó câu vừa mới câu được một con mực lá này. Nên nó sẽ sóc mực lá vô để câu luôn nha. Câu cá đêm á là câu cá to á, nên cái mồi thì mọi người xem đi. Mấy đứa nó câu cả một miếng mồi to như thế này nha. Rồi, quăng hết cái này chắc là Sang với mấy đứa lên ngủ thôi, tại vì bây giờ cũng là 1 giờ sáng rồi. Quăng càng xa càng tốt. Đó đồ. Nè, để dính. Rồi, giờ mình cứ ngâm nó tới sáng thôi. Khi nào cá ăn thì Sang tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Bây giờ chắc 1 giờ sáng rồi. 12:53 sáng nha. Trên này là chỗ ngủ của Sang, tối nay sẽ ngủ đây. Còn mấy đứa thì ngủ kia, một đứa ngủ bổng này. Còn Dảnh với Tâm đang ngủ dưới đây với Minh. Đó, cái chỗ này thì có thể ngủ được 5-6 người luôn mọi người. Mấy đứa ngủ đây. Bây giờ thì trời cũng ra tối rồi, nên Sang với mấy đứa sẽ vào trong ngủ nha. Tối nay khi nào mà dính được cá nữa thì sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Tại vì thức như thế này không biết bao giờ cá nó mới dính. Sang ngủ một giấc, trời bây giờ cũng đã sáng rồi nha mọi người. Tối hôm qua thì mình để hai ống câu ở hai góc thuyền này nè. Thì để thêm nữa cô không dính con cá nào hết cả. Do mình không thức để ngồi cầm cái sợi dây á, nên khi cá ăn nó quấn vào trong cái cục san hô mọi người, kéo ra không được, bứt hết dây luôn. Nguyên cả một đêm thì Sang với mấy đứa chỉ câu được có một con cá thôi. Sáng thì mình câu được vài con cá. Thì trời cũng đã sáng rồi, có nghĩa là Sang với mấy đứa đã hoàn thành cái thử thách là một ngày một đêm ở trên thuyền để cho mọi người xem ha. Còn bây giờ thì do mấy anh em Sang thức đêm á cũng khá mệt rồi, nên có sẽ Sang với mấy đứa sẽ tranh thủ đi về sớm. Con cá bị chĩa vậy mà tới sáng này vẫn còn sống á mọi người. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ lên thuyền nha, rồi chuẩn bị đi về thôi. Qua xếp qua kia đi
Rồi giờ lên một cái thúng rồi mấy anh em sang chèo về nha mọi người. Sáng hôm nay trời gió khá là nhiều á,